Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa giúp công dân tự do cư trú và làm việc, vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì khẩn trương xây dựng dự án luật cư trú sửa đổi, trong đó đưa các nội dung đăng ký cư trú bằng nền tảng công nghệ số, quản lý thông qua mã số định danh cá nhân và được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cư trú. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa giúp người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, đồng thời sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc giải quyết các thủ tục đó giữa cơ quan nhà nước và người dân. Ông Vũ Văn Khuy bị thất lạc quyền sổ hộ khẩu. Theo quy định, để được cấp lại sổ mới, ông phải chuẩn bị khá nhiều loại giấy tờ liên quan. Thế nhưng, khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực, việc đăng ký sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Khi chỉ bằng những cú click chuột, thì việc đăng ký cư trú sẽ được thực hiện trên nền tảng công nghệ số, quản lý thông qua mã số định danh cá nhân và được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cư trú. Nếu mà thực hiện được các bước như thế này thì người dân chúng tôi là cũng không phải là xuất trình nhiều các cái giấy tờ mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Theo dự thảo luật cư trú sửa đổi thì hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú rất đơn giản. Người dân chỉ cần nêu lý do thay đổi trong tờ khai thay đổi cư trú thì cơ quan đăng ký kiểm tra nếu đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu và sẽ thông báo cho người dân biết là cái tình trạng đăng ký của mình đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu về dân cư. Dự án luật cư trú sửa đổi sẽ thay đổi phương thức quản lý cư trú từ quản lý bằng sử dụng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng số định danh cá nhân trên nền tảng online. Theo đó, mỗi công dân sẽ được cấp một mã số định danh 12 chữ số với những thông tin cần thiết về cá nhân đó. Điều này đem lại rất nhiều thuận lợi cho người dân khi cần giải quyết các thủ tục hành chính. Mục tiêu đặt ra là đáp ứng được tiến độ của dự án, nhưng đồng thời phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính chính xác và an toàn, bảo mật về thông tin. Bạn có thể tưởng tượng rằng là khi ở bất cứ nơi một cái công an xã phường thị trấn nào đấy, bạn cũng có thể đến bất cứ một nơi đâu và bạn yêu cầu rằng chứng minh, cấp cho tôi một cái giấy chứng nhận rằng tôi là tôi, và bạn không cần phải quay trở về cái nơi mà bạn đã đăng ký thường trú hay đăng ký tạm trú để bạn xin lại giấy xác nhận của bạn. Sự chuyển đổi số là thay đổi để bắt kịp với xu thế của cuộc cách mạng 4.0 trên toàn thế giới. Không chỉ tiện lợi hơn với người dân và các doanh nghiệp, việc chuyển đổi này không chỉ giúp giảm bớt các thủ tục hành chính, bảo đảm việc bảo quản, quản lý hồ sơ không cần thủ công, và từ đó tạo thuận lợi hơn với người dân và các doanh nghiệp.